thiệu với các anh em mẫu dòng tông được làm từ đến xe Ifa dàn thủ công dưới nước và được mài đá núi hay còn gọi là đá mài tự nhiên. Thì thường ngày thì mình ngồi lò để dàn, hôm nay mát trời làm cái chân giò về nấu da cầy, mình nhân tiện là test luôn cái con dao để anh em biết và hiểu rõ hơn về chất lượng lưỡi dao này, về độ sắc bén này, khả năng chịu lực và nhu cầu công việc. Thì dao có độ dài là 38 cm, nặng 800 g, thích hợp để chặt sừng lợn, chặt giò, chặt cây, chặt chuối hoặc là sử dụng hàng ngày trong các hộ gia đình. Hiện tại là một em như thế này thì có giá 200.000 Việt Nam đồng các anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu ấy, thì liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0979 316 736 hoặc là inbox fanpage tất tác gạch ngang làng nghề rèn Hậu Lộc. Dao được bảo hành 1-1 trong tuần đầu sử dụng, nếu cây nào có lỗi thì anh em inbox cho mình để mình xác nhận và để mình đổi cây mới cho các anh em trong thời gian sớm nhất. Đây là một con dao chặt, thêm nữa mình vừa mới chặt cái xương ống chân giò. Thì xương ống như các bạn đã biết này, nó là một loại xương rất là cứng và phá lưỡi dao ghê gớm. Mình dùng cái lưỡi dao, chính cái lưỡi dao này này, đấy, thái thịt các bạn thấy không, vẫn giữ sắc bén rất là tuyệt vời, thái thịt này một sớt luôn. Thì sau khi chặt xương và thái thịt chân giò thì mình sẽ cho các anh em xem cái mình sẽ zoom lên cận cảnh cái mép bén để các anh em xem rõ hơn về chất lượng. Đây, các anh em xem đây là cận cảnh cái mép bén này không, các anh em xem là không một vết gợn, không quằn, không mẻ, lưỡi dao với chất lượng rất là tuyệt vời. Chào các anh em nha.